Xin chào mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay mình sẽ lại mở một cái đơn hàng của mình bị quay đầu. Nó móp méo hết rồi. Đơn hàng này của mình móp méo hết rồi và còn nhìn thấy cả bên trong này cơ. Đấy, mình chỉ nhìn phía qua bên này thôi. Đấy. Đây là cái đơn hàng của mình gửi cho một bạn ở trong ở Đồng Nai thì phải. Ở Đồng Nai. Đấy, nó móp méo hết rồi. Mình gửi ngày 17. Mình gửi ngày 17 tháng 6. Gửi ngày 17 tháng 6 nhưng mà do không phát được cái đơn hàng này rất là chậm. Chào 9 bạn đang xem nhé, các bạn xem video chia sẻ giúp mình với nhé. Đơn hàng này mình gửi cho bạn ấy ngày 17 tháng 6. 17 tháng 6 ở đây này. Chắc là các bạn không nhìn rõ. Gửi ngày 17 tháng 6 mà người ta gửi hàng về là ngày 25 tháng 6 nhưng mà đến ngày hôm nay là 29 rồi. Ngày 29 rồi mà mình vẫn còn bây giờ mình mới nhận được. Thì bây giờ là nói chung là cái hàng này thì nó hỏng rồi, nhưng mà mình sẽ tháo ra để xem mức độ nó hỏng đến mức như thế nào, còn cứu được cây nào không. Có một số các bạn ấy cũng là do vận chuyển chậm thì các bạn nhận cũng phải đến 7 đến 6 đến 7 ngày. Thì các bạn vẫn nhiều khi là các bạn không để ý thì các bạn vẫn nhận, nhưng mà những cái đơn hàng đó thì mình không bắt các bạn phải nhận, bởi vì là cái đơn hàng đấy thì nó sẽ kém chất lượng rồi. Thì các bạn nào mà nhận thì các bạn có thể cứu được cây nào thì cứu, còn đâu thì mình sẽ bù lại cái đơn khác cho các bạn. Còn nói chung là hàng nó đi rất là nhanh chứ không có những cái trường hợp mà đến 6-7 ngày đâu, nó chỉ có khoảng 3 ngày thôi là các bạn nhận rồi. Đấy, mà còn cái đơn hàng này thì là từ ngày 17 đến ngày hôm nay là ngày 29, là 10 mấy ngày rồi, 12, 13 ngày rồi mình mới nhận lại này. Bạn Nguyễn Quốc Tuấn nhá, thật ra là hỏng ấy thì nó cũng không thể tránh được, bởi vì là mình cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì có những đơn hàng ấy nó do bên vận chuyển nó rất là kém. Đấy, mà có những nơi thì nó khó phát lắm, nên là những cái đơn hàng nó bị lỗi là chuyện bình thường thôi. Chào 28 bạn đang xem nhé, các bạn chia sẻ cái video này cho mình với, để có nhiều bạn biết cái trang của mình hơn nhé. Chia sẻ giúp mình với nhá. Bây giờ mình sẽ tháo bỏ cái cây này ra xem còn cứu được cái cây nào không. Gửi đến ngày hôm nay là ngày 13 rồi. Ngày thứ 13 rồi. Từ ngày 17. 12 ngày các bạn ạ. 12, 13 ngày. Thì bây giờ mới nhận lại thì cái này chắc là cũng không còn cứu được cây nào nữa rồi. Bởi vì thời tiết rất là nóng nóng. Nó rất là nắng nóng như thế này. Mà hơn 10 ngày thì người nhốt ở trên xe tải chắc cũng chết chứ chưa nói những cái cây này. Mình sẽ bỏ cái này ra để xem còn cứu được cây nào nữa không nhá. Còn những cái cây mà nhiều bạn ấy, các bạn nhận các bạn dâm thì cùng lứa với cái đơn hàng này chắc là nó cũng lên hết rồi. Cùng lứa với cái đơn hàng này chắc là cũng lên hết rồi các bạn. Đơn hàng này chắc là giờ thì nó thành củi mất rồi. Mình sẽ bỏ không có gì. Đây, cái đơn hàng này nó vẫn còn một cái tờ giấy hướng dẫn của mình ở đây này. Đây, vẫn còn tờ giấy hướng dẫn của mình cách trồng ở đây này. Đấy, thế còn mình sẽ quay thấp để cho các bạn xem nhé. Xem cái đơn hàng này còn cứu được cái chút nào nữa không. Chào 38 bạn đang xem nhé. Chào bạn Vui Nguyễn nhé. Chào bạn Hương Thu. 13 ngày, 12 ngày các bạn ạ. Bây giờ mới hàng mới quay đầu về này. Không biết cứu được cây nào nữa không. Cái sơ dừa mình bọc thêm vào đây nó cũng khô hết rồi này. Bởi vì mười mấy ngày rồi làm sao mà sống được. Khô thành củi rồi ấy. Đấy, khô thành củi thật rồi các bạn ạ. Khô thật rồi. Khô thành củi chẳng còn cái gì luôn. 13 ngày, 12, 13 ngày. Ra là cái mình gửi ấy thì ví dụ như mà gửi bưu điện ấy thì các nơi đều có cái bưu cục thì cũng an toàn. Nhưng mà vấn đề ấy là gửi bưu điện thì phí nó rất là cao. Hồi này nó nóng. Nó rất là nóng, cái sơ dừa mình cho vào nó rất là nóng, nó cũng hết cái độ ẩm rồi, nó chỉ còn
nó chỉ còn hơi hơi mát mát một tí rồi, cũng không còn ẩm nữa. Nhưng mà ở đây nghe có vẻ vẫn cứu được mấy cây đấy các bạn ạ. Chào 87 bạn đang xem nhá. Ôi cảm ơn tất cả các bạn nhá. Các bạn ăn cơm trưa mà vào đông quá. Chào bạn Hưng Thu. Các bạn chia sẻ video giúp mình với nhá, để nhiều bạn biết đến cái trang của mình hơn nhá. Đây này, có cành này là vẫn sống ok này. Đây là cành Beatrix này, rất là tươi. 12 ngày rồi. Mình sẽ tháo ra để xem có cái gì không. Dạo này mình không có cắt cành chiết đâu, bởi vì là nắng nóng như thế này không có cành chiết. Nên là mình nó không có ra được rễ nên mình không có cắt. Đây này, cây này vẫn sống các bạn này. Đây, các bạn nhìn rõ không? Đây này, nó vẫn có rễ này. Rễ rất là trắng luôn. Rễ rất là trắng. Đây, cây này vẫn sống. Đây là cành Beatrix nhà, thân nó vẫn rất là tươi. Tuy là nó chưa nảy được một cái mầm nào cả, nhưng mà cành nó cực kỳ tươi, nó như vừa mới cắt xuống ấy. Bởi vì là nó vẫn còn đủ để giữ được cái thân. Đấy, đây là một cành này. Đứa này chắc là khoảng mười mấy cành gì đấy. Đây cũng là một cành Beatrix khác này. Thân nó cũng tương đối là ẩm. Thân nó cũng tương đối là mọng nước đấy. Tháo ra xem nào. Dễ này, vẫn cành này dâm xuống cát vẫn cứu được này. Đấy, dâm xuống cát vẫn cứu được nhá. Chào 96 các bạn đang xem nhá. Các bạn chia sẻ mình một nút thôi, để mình nhiều bạn biết đến cái trang của mình hơn nhá. Đấy, hai cành rồi này. Không biết bao nhiêu cành. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 10 cành. Nhưng mà chắc là mình tặng 2 thành 12 cành đấy. Cành này cũng rất mập này. Đây là cũng là cành Beatrix. Beatrix nghe có vẻ là rất khỏe thì phải. Cây này cũng rất là tươi này. Có thể là mình sẽ cứu được cái số này. Cũng phải cứu được những cái cành này, có khi phải một nửa đấy. Bởi vì là cảm thấy nó cành nó mập lắm. Nó có một số cành thì khô, nhưng mà chắc là cũng phải được một nửa. Nó không đến mức là nó khô lắm. Thì may ra thì cứu được một số cành. Thật ra là cái đơn hàng mà hỏng thì cũng không tránh được. Cái này thì nó cũng vẫn có độ ẩm, nhưng mà rễ thì nó không được rễ thì nó không được trắng. Thì chắc là cũng cứu được thôi, bởi vì cái thân nó rất là mập. Thân nó không bị mất nước, không bị khô. Đấy, cái quan trọng là cái thân nó không bị khô đấy. Còn thân nó mà khô như thế là củi quắt như thế này rồi thì chịu rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn tươi tươi kiểu này này là vẫn còn cứu được. Chỉ cần dâm xuống cát ẩm thôi là cứu được. Đấy, thế là được 3 cành này. Hình như là trong số này thì có những cái giống khác, nhưng mà hình như là Beatrix là đều thân nó đều không bị mất nước này. Thân nó đều rất là mọng nước tươi này. Thì là chắc là cứu được. Còn không hiểu sao mà Beatrix nó lại khỏe như thế nhỉ. Nó lại không bị mất khô nước, khô thân. Nếu mà khô thân thì coi như là vứt đi rồi. Cành này thì cũng có rễ đây. Có rễ cũng hơi hơi trắng này thì chắc là vẫn được. Đấy, nhưng mà thân nó cũng vẫn là rất tươi này, được 4 cành rồi này. Đây cũng là Beatrix này. Đấy, đây cũng là Beatrix mà thân nó mập tươi lắm nhá. Đấy, 12 ngày rồi. Bầu nó cũng gần khô hết rồi. Này nó vẫn còn rễ này. Mình tin là những cái cành này thân vẫn còn tươi mà nó vẫn còn rễ này là mình cứu được này. Đấy, còn những cành này thì chắc bó tay rồi. Cành này thì khô, nó khô thân rồi thì chắc là không cứu được rồi. Những cành này thì chịu rồi. Đây nó bầu nó khô hết rồi. 12 ngày rồi, đây những cành này thì khô hết. Những cành này này, các bạn này. Đây cành này thì vẫn tươi này. Đấy, cành này là cành Julio vẫn tươi này. Còn mấy cành này này, nó khô hết như thế này là hỏng này. Những cành này chỉ vứt đi rồi. Bởi vì là nó 12 ngày rồi. 12, 13 ngày rồi. Đấy, còn cành này thì vẫn còn mập này, Julio này. Thì chắc là vẫn cứu được. Chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nói gì đi. Cây của các bạn thế nào? Đây, cành Julio này vẫn cứu này. Vẫn cứu ok này. Nó vẫn có rễ trắng này. Mình dâm xuống là sống hết mà. Chỉ dâm...
chỉ cần dâm xuống đủ nước là nó hút lên là nó vài ngày nó bật mầm ngay. Những cái cây này ấy, nó vật vờ như thế này thôi. Đấy, thế là 12 cây, thế là mình đã cứu được 2, 4, 6. Chắc chắn là những 6 cây này mình cứu được rồi này. Mà sau 12 ngày, hàng quay đầu về sau 12 ngày, thân vẫn mập. Đấy, vẫn cứu được. Đây này cho các bạn xem nhá. Ôi chết rồi, mình lại xé nó rồi. Đơn hàng gửi đi Bửu Long ngày báo giao này, ngày 17 tháng 6 này. Đấy, 17 tháng 6 nhưng có lẽ là mình phải gửi từ ngày 10 hôm 16 rồi. Đấy. Xong rồi báo trả hàng này. Trả hàng vào ngày 25 tháng 6 này. 25 tháng 6 nhưng mà nay 29 rồi còn đâu nữa mà 26. À ngày 25 này, trả vào 25 tháng 6 này. Thì bây giờ là ngày 29 rồi. Đấy, mười mấy ngày rồi. Không hỏng thì cháy làm sao được mà vẫn cứu được cái số cành này, thế là cũng ok rồi. Chào bạn Minh Hiền nhá. Chào bạn Nguyễn Quốc Tuấn. Cành chiết ấy thì tạm thời thì mình không cắt bởi vì rất là nắng nóng nên là cành chiết nó không ra dễ nhiều nên không cắt được. Còn lúc nào cắt ấy mình sẽ thông báo lên trên cái trang fanpage này, có thể là mình quay video live trực tiếp để cho các bạn vào chọn giống này. Chào bạn, chào Phi Cơ nhá. Em mua giờ chết giết. Phi Cơ của em trồng thế nào thì em nhắn tin sang cho anh nhá, bởi vì là em mua khá nhiều lần rồi mà không hiểu em làm thế nào mà chết, có thể là nắng nóng quá thì sao. Mình sẽ quay sang chỗ cành chiết nhá. Ngày nào cũng quay rồi. Ngày nào cũng quay sang chỗ cành chiết rồi. Thôi chỗ này mình mới mới trồng ngày hôm trước quay thì không tính làm gì. Mình sẽ quay sang phía bên này nhá. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ video giúp mình với để nhiều bạn có thể biết đến trang Facebook của mình nhá. Đây chỗ cành chiết của mình ấy, mình trồng bán giá rất rẻ. Nhưng mà chỉ có điều là mình không có thời gian để mà đóng gói lẻ cho các bạn nên là tất cả các bạn thông cảm. Còn bạn nào có nhu cầu mua sỉ ấy, xin lỗi tí nhá, mình sẽ bạn nào có nhu cầu mua sỉ ấy, thì các bạn liên hệ với mình nha, giá nó rất là hợp lý thôi. Nếu như cành chiết các bạn mua là giá là 25.000 trên 10 cây, 25.000 một cành nhá. Lật màn hình ở chỗ nào ấy nhỉ? Đây rồi. Đây, khu vực cành chiết của mình nhá. Nếu như mà các bạn mua cành chiết ấy với giá là 25.000 một cành ấy, thì hay là 250.000 trên 10 cành ấy, thì đối với cái cây mà đã trồng ổn định như thế này nhá, thì cái giá nó nếu như mình bán sỉ thì giá nó cũng không đắt hơn là bao nhiêu. Ví dụ các bạn tới đây mua với số lượng lớn, mình chỉ bán với giá 25 đến 27.000 thôi. Hoặc có thể thương lượng tùy các bạn. Còn nếu như mà các bạn mua lẻ mua ít thì vẫn sẽ giá là 35.000 một cái bầu như thế này. Đấy, còn nói thật với tất cả các bạn là rất nhiều các bạn muốn mua nhưng mà mình không thể nào mà mình đóng gói, mình mất rất là nhiều công để đóng gói rồi gửi nên là mình cũng không làm được. Đấy, có nhiều cây nó ra hoa rồi. Đây này, đây là Clawmonet này. Đây là Ligage I230 này. Z Holding này. Có Catalina này. Ở đây có một cái bông mới nở này. Catalina này. Đây là Catalina màu vàng này. Ồ, cái bông này rất là đẹp này. Đây là Molinus này. Molinus này. Đây là Molinus các bạn nhá. Đấy. Có rất nhiều các loại ở đây. Xe da rác này, xe da rác cái nụ nhỏ này. Blue Boy này. Đấy. Padiup này. Rogue Royal của Sapa. Có nhiều lắm. Thì cái cây giống thì mình bán nó giá sỉ thì nó cũng rơi vào tổng khoảng 20.000 một bầu thôi. Bạn nào có cái nhu cầu ấy, thì các bạn có thể đến tận nơi lấy với cái số lượng. Bởi vì ở chỗ đây thì mình còn khoảng 500-600 bầu gì đó. Đấy. Thì mua với số lượng lớn thì giá có thể thương lượng, nó rất là hợp lý. Còn mình xin nói thế này này. Nếu như mà các bạn có ý tưởng mà mở vườn ấy, đấy, thì ở thời điểm này tuy là nó nắng nóng thật, kể cả những cái cây nhỏ này của mình ở đây, cây nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn phát triển không vấn đề gì cả. Còn nếu như mà cây này mà chuyển sang bầu lớn ấy, thì nó từ giờ đến cuối năm
mất khoảng 3 tháng. Các bạn chuyển xong cái bầu to to như thế kia, mất khoảng 3 tháng nhá, các bạn sẽ có một cây thành phẩm. Mà trong khi đó chi phí của các bạn không nhiều, không như trước đây đâu. Nếu như mà các bạn mua xỉ ở các nơi khác ấy, một cái cây bầu to, một cái cây bầu to mà trưởng thành như thế kia kìa, thì nếu như mua xỉ nhá, mình nói qua qua thôi, còn nếu như mà nói chính xác thì có lẽ là nhiều bạn sẽ ném đá mình. Đấy, thì giá nó sẽ rơi tầm khoảng gần 2 lít, gần 200. Đấy, khoảng thế. Đấy, còn nếu như các bạn có thời gian ấy, các bạn nhân cái giống của những cái cây bầu nhỏ này lên ấy, nó rất là nhanh thôi. Khoảng 3 tháng thôi là các bạn có một cây thành phẩm. Đấy, mà các bạn bán cái giá trị nó sẽ rất là cao, cây chiết nó khác, cây ghép nó khác. Đấy. Còn ở giống ở đây thì có nhiều lắm, mình kể thì cũng chẳng hết được. Nhìn qua qua thôi thì có Aoi, của Sapa, của Hải Phòng đột biến, cái gì nhỉ? Mancus, Royal, linh tinh nhiều lắm, nói chung là kể giống thì không hết được. Đấy, à mình sẽ quay sang đây cho các bạn xem cái cây mà gạch Như An. Bạn Sơn Trần đấy mình không thể chuyển xa, bởi vì là trước đây thì mình chuyển rất là dễ, bởi vì là mình ở cạnh bến xe Yên Nghĩa Hà Đông ở khu vực trung tâm Hà Nội ấy, mình chuyển dễ lắm, bởi vì mình cách bến xe chỉ có 50m thôi. Nhưng mà bây giờ mình chuyển về quê rồi, chuyển về vườn ở nhà rồi đấy, nên là mình không thể nào mà mình di chuyển một quãng đường, bây giờ mình cách bến xe là 18 km, mình không thể chuyển những cái cây nhỏ, và còn đóng lẻ thì mình cũng không thể đóng được, bởi vì là mình rất là bận, mình đóng lẻ từng cây một thì mình không làm được, nên là các bạn thông cảm nhá. Đấy, cành chiết của mình này, đây hoa Molinus này, cành chiết nở rất là đẹp, cây của nó ở đâu ấy? Đây, cây nó bên kia kìa. Đấy, nói chung là những cái cây nhỏ mà ở bầu nhỏ thì nó chỉ như thế này thôi, còn khi mà sang bầu lớn là nó sẽ khoảng một tháng sau ấy, là nó bám được rễ vào đất ấy, là các bạn sẽ thấy cái khác biệt ngay. Còn nếu như mà các bạn có ý tưởng ấy thì các bạn nên làm ngay, làm từ bây giờ đi. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây cành chiết của mình nhá. Mình sẽ quay sang phía bên này nhá. Đây rồi các bạn ơi, cành chiết này. Đây là cây ca dây. Mùa này thì hoa nó rất là xấu, nó biến dạng rồi và màu nó cũng nhạt lắm. Cành chiết của mình sang cái bầu to này thì cũng chẳng nhớ được là